Hello, chào mọi người. Hôm nay mình sẽ làm cái video mà mình nghĩ là có lẽ mọi người đang thắc mắc nhất cũng như là đang đón chờ nhất, đó là những lợi nhuận và rủi ro mà các bạn có thể gặp phải khi tham gia vào dự án đào helium, đào SNT của helium. Thì như các bạn đã biết, bất cứ một cái dự án nào, bất cứ cái kế hoạch nào, dù là kinh doanh truyền thống hoặc là đầu tư, ngay cả cái vấn đề các bạn đầu tư nhỏ lẻ ra những cái hàng quán để bán trà sữa, trà chanh thì vẫn có những cái rủi ro. Bất cứ một cái sự việc kinh doanh nào mang lại lợi nhuận thì đều có rủi ro tương ứng. Vậy thì khi các bạn tham gia vào cái dự án S&T thì các bạn sẽ có những cái rủi ro như thế nào và có những cái lợi nhuận ra sao? Thì trước tiên mình sẽ nói về vấn đề rủi ro nha các bạn. Thì như các bạn cũng đã biết đó là Bitcoin cũng như Ethereum cũng được đào, và các bạn mình cũng để vào đây, các bạn có thể vào Google và gõ giá chào đào Bitcoin hoặc là giá chào đào Ethereum, thì các bạn cũng biết để tham gia vào một cái hoạt động đào Bitcoin hoặc Ethereum thì một cái dàn máy mua nó rất là đắt các bạn. Các bạn tham khảo nè, giống như gần đây nó ra những cái máy đào con coin chia chia đi, đây XCH nè, nó cũng đã có giá khoảng 110 mấy triệu đó, một cái máy đào như này. Còn máy đào Vega Bitcoin nè, nó cũng 114 triệu. Những cái máy đào xấu Vega này 80 mấy triệu đó, các bạn thấy không ạ? Nó rất là cao, máy chia còn 80 mấy triệu nè, đào máy chia 50 mấy, 60 mấy đó, máy chia rẻ rẻ, đào coin chia cũng 32 triệu. Bitcoin thì rất là cao, ổ cứng nói chung là hơn 100 triệu. Mình có tham khảo một số website để cho các bạn coi. Để tham gia vào cái việc đào Bitcoin này, các bạn thấy không? Đây là đào chia này 73 triệu nè, đào chia này 140 mấy triệu này, 8 mấy triệu, nói chung là tầm 50, 70, 100 triệu một đổ lên để chúng ta có thể. Đây các bạn coi trâucày.vn nè, đó các bạn coi thử những cái máy nè, đó máy đào Bitcoin nè 110 mấy triệu nè, đào Vega Bitcoin 80 mấy triệu nè, giá nó rất là cao các bạn. Cho nên với cái số tiền đầu tư ra là 80 mấy triệu, 100 triệu, chúng ta có rủi ro không? Có chứ. Các bạn thấy là những cái đợt Bitcoin giảm giá sập sâu và những cái máy này đào rất là tốn điện nha các bạn. Họ phải kiếm những cái khu vực dùng cái điện nông nghiệp để cho cái giá điện nó rẻ. Họ xây những cái nhà xưởng lớn và chạy bằng những cái điện nông nghiệp để tối ưu được cái chi phí, tối ưu được cái giá thành đào. Và mặc dù là họ đào bằng cái điện nông nghiệp giá rất là rẻ, rẻ hơn nhiều so với điện kinh doanh hoặc là điện hộ gia đình, thì ngay khi Bitcoin giảm giá, họ vẫn sẵn sàng phải tắt máy, đóng máy và để trâu nằm yên trong thời gian. Có những cái người anh mà mình biết họ có tới cả ngàn dàn máy đào đào Bitcoin, đào Ethereum đó. Các bạn có thể vào các bạn coi những cái đào đào Bitcoin, Ethereum, cái giá nó rất là cao, toàn là 8, 90 trên 100 triệu một máy. Và các bạn thấy là khi một đầu tư một khoảng cả trăm triệu như thế, tuy nhiên khi giá Bitcoin, Ethereum nó sập một phát thì rủi ro ở đây là gì? Người ta bắt buộc vẫn phải tắt máy không đào nữa. Để làm gì? Giảm đi được cái rủi ro, giảm đi được cái chi phí tiền điện, và họ đợi khi nào Bitcoin hoặc Ethereum nó lên giá lại thì họ lại gắm vào họ đào. Thì tương tự như vậy với cái iHub của chúng ta, với cái hotspot của chúng ta, rủi ro ở đây là gì? Rủi ro ở đây là nếu như mà có cái trường hợp mà xấu nhất là coin SNT nó về không và cái máy đó nó không còn giá trị gì nữa thì coi như là chúng ta lỗ. Rủi ro tối đa ở đây là chỉ mất 500 đô cái tiền mua cái hotspot. Còn ngoài ra, trong cái trường hợp mà giá Bitcoin, giá Ethereum giảm xuống, và tương tự như vậy S&T nó cũng sẽ giảm, có thể xuống còn 6 đô, 5 đô, 7 đô. Tuy nhiên, với cái chi phí găm điện để cho cái hotspot nó hoạt động nó rất là rẻ, một tháng các bạn chắc chỉ tốn khoảng mấy chục ngàn cái tiền điện thôi. Cho nên thay vì những cái máy đào Bitcoin, Ethereum người ta phải cúp điện, không có hoạt động nữa, thì cái hotspot này chúng ta vẫn cứ để cho nó chạy liên tục và chạy đều đặn.
Đó là cái tầm nhìn của iHub, bởi vì với một cái hotspot chi phí rẻ và cái tiền điện hàng tháng nó rẻ thì người dân chạy cái hotspot sẽ có thể duy trì nó chạy lâu, và cái việc duy trì cho hotspot như thế sẽ giúp cho họ có được cái coin S&T thưởng, đồng thời duy trì cái mạng lưới internet trên toàn cầu của iHub được hoạt động một cách liên tục, không có bị ngưng kết nối cũng như là bị những cái vấn đề lỗi về mạng. Đó là cái tầm nhìn của họ. Nếu bán một cái máy ra giá trị rất là cao, tốn rất là nhiều điện, thì ngay khi có những cái rủi ro về giá cả hoặc là về thị trường, hoặc là tiền điện chúng quá nhiều chi phí một tháng lên khoảng 600-700 ngàn, 1 triệu, 2 triệu, thì chắc chắn sẽ có nhiều người họ sẽ tắt cái máy hotspot không chạy nữa, và điều đó ảnh hưởng tới cái mạng lưới internet của Helium trên toàn cầu. Cho nên đó là cái lý do mà cái máy hotspot này nó tiêu tốn điện rất ít, một ngày chỉ có khoảng 10W thôi, thì một tháng chỉ có khoảng 300W, nó tương đương với một cái bóng đèn bình thường thôi các bạn, cho nên chi phí nó không bao nhiêu cả. Cho nên rủi ro ở đây đó là khi thị trường sập, chúng ta có thể mất đi cái lợi nhuận tạm thời, tuy nhiên chúng ta giữ những cái coin S&T thưởng đó mà chúng ta không bán ra, và chúng ta cứ đào, cứ để cho máy duy trì và hoạt động, chúng ta cứ giữ những cái coin đó ở trong ví và chúng ta đợi cái thị trường hồi phục lại và chúng ta bán. Có thể cái thời điểm này chúng ta chưa bán ra thì chúng ta chưa lỗ, và chúng ta có thể đợi cái lúc thị trường hồi phục lại, lúc Bitcoin lên khoảng 100.000 đô, 150.000 đô, và lúc đó S&T có giá khoảng 70, 80, 100 hoặc là 150 đô, lúc đó chúng ta có thể mang ra chúng ta bán. Và đó là những cái tư duy mang lại cho chúng ta sự giàu có. Còn nếu các bạn hỏi rủi ro ở đây thì mình dám khẳng định 100% rủi ro tối đa ở đây là các bạn sẽ mất 500 đô, là trong trường hợp Bitcoin sập xuống và giá S&T nó gần như về không. Tuy nhiên nó cũng tương tự với chúng ta mua một cái máy đào Bitcoin, một máy đào Ethereum. Có nhiều người mua máy 100-mấy triệu xong, đến lúc Bitcoin sập, tiền điện quá cao, không có đủ chi phí trả tiền điện, thì chúng ta đóng máy và chúng ta bán cái máy đó lại cho người khác, người nào có nhu cầu. Nhưng mà đa số khi chúng ta muốn bán máy thì cũng chẳng có ai mua, bởi vì lúc đó giá Bitcoin sập và không có ai có nhu cầu đào cả. Tuy nhiên với cái hotspot của Helium, khi giá nó sập, chắc chắn các bạn bán vẫn sẽ có người có nhu cầu mua, bởi vì chắc chắn không phải ai cũng được mua hotspot từ Helium. Họ có thể sẽ mua lại cái hotspot từ bạn, và bạn có thể nhượng quyền và bán lại cái hotspot đó cho người cần. Như vậy thực ra cái rủi ro ở đây nó rất là ít so với những cái lợi nhuận mà nó mang lại. Vậy cái lợi nhuận mà nó có thể mang lại cho bạn là gì? Mình sẽ điểm qua 4 cái lợi nhuận chính cho các bạn nhé. Thứ nhất đó là cái việc bán lại cái quyền mua máy. Ví dụ như mình nói ở đây, khi các bạn đăng ký một cái đường link vào iHub, sau đó các bạn reserve một cái hotspot nè, thì là sau khi các bạn đăng ký cái hotspot này xong và được iHub trả lời là bạn đã được quyền mua cái máy, bạn có thể bán sang tay cái quyền này, bạn có thể không cần nhập máy về mà có thể bán sang tay cái quyền này cho người khác. Giống như các bạn đã thấy những cái tài khoản CoinList, thì trước đây cái CoinList thì ai cũng đăng ký bình thường, nhưng mà sau này nó rất rầm rộ lên cái việc mua lại tài khoản. Một cái tài khoản CoinList đã được KYC hoặc là có quyền mua một cái con coin nào đó thì có thể được bán lại với giá khoảng 300 đô, 500 đô, 1.000 đô, 5.000 đô, 7.000 đô cũng có. Và đơn cử như mình cũng đã từng mua lại một cái tài khoản được mua một con coin với giá 10.000 đô các bạn nhé. Đó là cái con Mina. Đó là khi bạn đã có được quyền mua cái máy hotspot này, bạn có thể bán lại cái email này, bán lại cái quyền mua máy này cho một người khác. Bạn không cần phải bỏ vốn ra để nhập máy, nhưng mà bạn vẫn có thể bán lại cho người khác để ăn cái chênh lệch. Ví dụ bạn có thể bán cho một cái người khác 200 đô hoặc là 300 đô hoặc là 500 đô, tùy theo cái thỏa thuận giữa bạn và cái người muốn mua. Như vậy đó là cái lợi nhuận đầu tiên, đó là bạn có thể bán được những cái quyền mua máy cho họ. Cái thứ hai là ví dụ trong cái việc bán lại quyền thì các bạn cũng có thể nhập máy về và các bạn bán lại cho người khác. Ví dụ các bạn có thể coi ở đây, các bạn lên eBay, một cái trang mua sắm toàn thế giới, thì các bạn gõ rắc Helium Hotspot Miner ở đây. Đó, thì các bạn thấy rằng với một cái giá khoảng 500 đô bán chính thức tại iHub,
thì cái giá mà khi người ta mua và người ta bán ra thị trường, các bạn coi nhé, một cái máy nó đội lên gấp 4 lần, 2.000 đô, máy nó đội lên 1.296 đô là hơn 2 lần. Rồi những cái máy nó đội lên tới khoảng 5 lần, nó bán 2.750 đô. Đó, đội lên 1.500 đô, đội lên gấp 3 lần. Mà có những người họ bán những cái máy này 3.850 đô là đội hơn 7 lần giá. Đấy, thì các bạn có thể thấy là họ bán theo cái mong muốn của họ, và ai đó muốn mua lại thì họ có thể mua. Cho nên việc ở đây đó là các bạn đăng ký, sau đó các bạn reserve, đăng ký sau đó các bạn reserve ở hotspot, đặt mua một cái máy. Và chúng ta đâu có phải thanh toán tiền ngay lập tức, ngay khi iHub gửi mail xác nhận bạn là được quyền mua máy. Lúc đó các bạn có thể bán lại cái quyền đó cho người khác kiếm tiền chênh lệch, hoặc là các bạn nhập máy về luôn, nhập máy về và sau đó bán lại cho người cần, các bạn cũng có thể kiếm khoảng 400-500 đô. Đó là cái lợi nhuận đầu tiên mà mang lại cho các bạn khi tham gia vào iHub, đó là cái việc mua bán cái hotspot này. Các bạn có thể bán ngay khi có mail, hoặc là các bạn bán luôn ngay khi mua máy về và bán. Rồi, đó là cái lợi nhuận đầu tiên các bạn nhé. Cái lợi nhuận thứ hai đó là các bạn đào cái coin. Thì các bạn mua hotspot về thì các bạn không bán cho người khác, các bạn gắn cái hotspot đó vào và tham gia vào mạng lưới Helium trên toàn cầu, thì các bạn có thể được nhận coin trung bình. Như chúng ta kiểm tra trong cái hệ thống mạng lưới của Helium thì một tháng chúng ta có khoảng 80 đến 100 coin, và chúng ta được nhận 50%, có nghĩa là khoảng 40-50 coin, và giá hiện tại là khoảng 10 đô, thì bạn cũng được khoảng 400-500 đô một tháng. Và cái thu nhập thụ động như vậy nó khá là ổn so với cái mức giá mà các bạn đã đầu tư mua cái máy. Và chúng ta thấy không ạ, lợi nhuận nó rất là ổn, thu nhập thụ động mỗi tháng nó cứ đều đều như thế. Giá Helium có thể thấp xuống, giảm xuống sâu, nhưng chúng ta không bán, chúng ta có thể trữ coin ở đó, bởi vì tiền điện cũng không tốn bao nhiêu cả và chúng ta cứ để máy hoạt động. Đấy, thì cái lợi nhuận thứ hai đó, lợi nhuận là các bạn tham gia vào mạng lưới hotspot, mạng lưới internet toàn cầu của Helium và kiếm được cái coin SNT thưởng. Đó là lợi nhuận thứ hai. Cái thứ ba đó là các bạn có thể phát triển cái hệ thống mạng lưới của các bạn, giống như mình đã chia sẻ rất là nhiều về cái hệ thống hoa hồng affiliate. Thì ở đây để cho iHub họ phát triển được hotspot trên toàn cầu mà không phải thông qua các chương trình quảng cáo trên đài truyền hình, thông qua các báo chí, mà chỉ là dựa vào những cái người dùng của họ chia sẻ giới thiệu đến cho những người khác và phát triển cái mạng lưới như vậy, thì iHub họ sẵn sàng trả cái hoa hồng affiliate dành cho cái tuyến dưới, dành cho bạn, dựa trên những cái người mà bạn giới thiệu. Các bạn có thể thấy là họ trả là 10%, 15%, 20% và 25% hoa hồng trực tiếp. Đó, có nghĩa là những người bạn giới thiệu ở dưới á, là bạn được nhận tới tối đa là tới 25% hoa hồng trực tiếp. Đó, những người ở phía dưới của bạn. Ngoài ra hoa hồng gián tiếp các bạn có thể nhận được thêm 5%, 10%, 15% hoa hồng gián tiếp. Ngoài ra là các bạn có thể được hưởng thêm 10%, 15%, 20% tới 25% hoa hồng của đội nhóm, tổng của đội nhóm. Đó, cho nên cái hoa hồng này rất là khủng khiếp, và mình có thể chia sẻ ở một cái video sau về cái hoa hồng của hệ thống affiliate của Helium. Và mình khẳng định luôn là nếu ai đó làm tốt cái hệ thống này, phát triển tốt hệ thống này, các bạn có thể có thu nhập khoảng vài chục ngàn đô mỗi tháng, vài chục ngàn đô mỗi tháng nha các bạn. Đó, nếu chúng ta phát triển tốt cái hệ thống này đó. Và mình vừa nói qua cái hoa hồng, cái việc lợi nhuận thứ ba đó là hoa hồng giới thiệu. Nếu các bạn phát triển hệ thống tốt, các bạn có thể mang lại lợi nhuận rất là lớn từ cái việc giới thiệu, phát triển cộng đồng, giới thiệu cái dự án Helium đến cho nhiều người hơn, có thể hưởng được hoa hồng trực tiếp cũng như gián tiếp và hoa hồng đội nhóm. Rồi, cái thứ tư mà mình nói ở đây đó là các bạn có thể nhìn nhìn ra được cái tiềm năng của Helium. Các bạn có thể mua coin ở nó với mức giá 10 đô hoặc là thấp hơn một chút nếu biến động dựa trên sự biến động của Bitcoin, và sau đó các bạn đợi nó tăng giá và các bạn bán ra thị trường. Và chúng ta phải có cái tầm nhìn rằng Helium với cái việc halving cũng như là cái tiềm năng phát triển của nó trong tương lai thì giá của nó sẽ chắc chắn sẽ tăng, và chúng ta có thể đầu tư vào Helium bằng việc là chúng ta có thể vào những cái market đây, Binance,
Đấy, Binance, FTX hoặc là Binance, Galaxy, Hotbit, Hu để chúng ta mua cái đồng coin này và chúng ta trữ, đợi khi nó tăng giá chúng ta bán. Như vậy, rút cuộc lại, cái rủi ro mình đã phân tích kỹ ngay từ đầu so với cái việc đầu tư đào Bitcoin, Ethereum, cái dàn máy nó cao gấp cả 10 lần, hơn 10 lần và cái tiền điện mỗi tháng để duy trì một cái máy hoạt động Bitcoin, Ethereum thì nó rất là cao. Khi mà giá nó thị trường sập thì đa số mọi người phải đóng máy, không ai duy trì nổi cái máy cho cái máy hoạt động. Tuy nhiên với cái hotspot, khi thị trường nó sập, có thể là downtrend 1 năm, 2 năm, chúng ta vẫn có thể duy trì cho cái hotspot đó chạy giống như một cái cục phát wifi bình thường để chúng ta nhận được SNT thưởng và chúng ta đợi cơ hội để cho nó phục hồi và chúng ta bán ra để kiếm được lợi nhuận. Đó, thì đó là cái rủi ro mà mình nghĩ là nó không đáng bao nhiêu so với cái mức đầu tư chỉ có khoảng 10 triệu đồng cho một cái hotspot của Helium. Còn cái lợi nhuận thì mình đã nói về 4 cái. Thứ nhất đó là các bạn có thể đăng ký dưới những cái link mà cái người giới thiệu bạn vào. Sau đó các bạn reserve một cái hotspot hoặc là reserve nhiều cái hotspot. Có thể các bạn làm ra nhiều Gmail, làm 100 Gmail để các bạn đặt mua 100 cái hotspot. Sau đó các bạn có thể bán lại cái quyền mua máy này cho người khác để ăn chênh lệch, hoặc là các bạn nhập máy về và bán lại cho người có nhu cầu theo cái mức giá mong muốn. Đó, cái đó là cái lợi nhuận thứ nhất. Cái thứ hai đó là các bạn mua máy về và tham gia vào mạng lưới SNT để các bạn hưởng coin SNT là lợi nhuận thứ hai. Và thứ ba đó là các bạn phát triển một cái hệ thống mạng lưới dưới các bạn đó để các bạn hưởng được cái thu nhập thụ động affiliate đó. Và thu nhập này rất là khủng khiếp, mình sẽ có chia sẻ sau trong một cái video. Và cái lợi nhuận thứ tư đó là các bạn nhận ra được tiềm năng cũng như là sự phát triển của Helium trong tương lai và chúng ta có thể mua coin SNT để trữ, đợi tăng giá chúng ta bán. Rồi, và đó là những cái rủi ro cũng như lợi nhuận mà dự án SNT có thể mang lại khi bạn tham gia vào dự án này cùng chúng tôi. Hãy ủng hộ tôi, người đã đưa cái dự án này bằng cái link này. Các bạn đăng ký dưới cái link này và sau đó reserve a hotspot. Khi phát triển được hệ thống, các bạn có thể kiểm tra ở trong cái mục My Team cũng như là một commission back office. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau, video chia sẻ về hệ thống hoa hồng affiliate của Helium. Xin chào và hẹn gặp lại.